Chúng ta đã cùng quay trở lại với chương trình Bản lĩnh ngôi sao. Và sau một phần thi ăn no nê của các người chơi ở vòng thứ nhất, đây là lúc mà chúng ta sẽ phải vận động để có thể tránh lượng mỡ thừa, làm giảm sức khỏe và sự vận động của người chơi. Trò chơi của chúng ta như sau, có tên gọi gánh đậu về làng. Nhiệm vụ của người chơi là đứng ở vị trí số 1. Các bạn sẽ lấy cái cây tạm gọi là gáo gội đầu. Chúng ta sẽ múc đầy cây rổ và sau đó chúng ta sẽ đổ vào trên đầu của người thứ hai. Người thứ hai phải đứng được thẳng để hứng đầu của người thứ nhất múc vào. Sau đó người thứ hai sẽ đi chiếc cầu khỉ, trên tay vẫn đang đội đầu, và chúng ta sẽ đi qua chiếc cầu này, nhưng tay chỉ được dịnh, còn đầu thì không được cầm cái đó. Khi mà đến khu vực chạm ở đây, chúng ta sẽ đứng thẳng và trút đậu vào cho người thứ ba. Vâng, người thứ ba sau khi hứng đầy đậu rồi, chúng ta sẽ lấy tay quay 5 vòng để tạo ra một sức bật. Sau đó cưỡi con tuấn mã của Nguyên Khang để có thể phi thật nhanh đến khu vực cuối cùng và đổ đầy đậu vào rổ đằng kia. Chúng ta đã rõ chưa? Rõ. Có ai thắc mắc gì không ạ? Không. Vâng, xin mời ba thành viên. Ba đứa em hả? Đúng rồi, ba thành viên đầu tiên. Chuẩn bị 3, 2, 1, bắt đầu. Rồi, lật lại ra, lật lại đi, lật lại đi, đổ từ từ thôi. Không cần nói nhiều quá. Nhiều vào, đâu. Nhiều vào. Thẳng lên. Hay quá, bước lên. Rồi, không được dùng tay nha, không được dùng tay, không được dùng tay, bỏ tay ra. Rồi, đi qua cầu. Rồi, rồi, ok. Dịnh tay. Hay quá, hay quá. Đứng thẳng người, thả xuống. Giỏi quá à. Trời ơi, giỏi quá, giỏi quá. Rồi, bước ra đây. Để thẳng tay xuống, một tay kẹp vô nách, quay 5 vòng. Bước. Rồi, ra đây, cưỡi tuấn mã. Vô. Một tay để đầu, một tay cưỡi tuấn mã. Nhảy, nhúc. Rồi, đổ vô. Đúng rồi, đúng rồi, tới xíu nữa, đúng rồi, đổ đặng. Lùi lại một tí xíu, rồi, đổ, vẫn đổ, được, đổ, đổ rồi. Vô. Nhiều bao rồi, rồi, hết lên. Đứng thẳng lên. Ôi, rồi, ok, ơi. Đưa đây, quay 5 vòng, thẳng lên xuống. Năm, rồi qua đây cửa chúng mã để đây nè, đây nè. Để lên đầu, nhảy về. Cẩn thận, cẩn thận. Chút, vô, 1, 2. Rồi, chạy lên, đổ xuống. Đổ nữa đây rồi. Tiếp, bên kia. Nhanh lên, còn lại 23 giây. Múc nhiều vào. Múc nhiều quá. Rồi đi. Quay. Thôi sống mặt qua rồi. Quay. Năm, phi tuấn mã về nhanh. Đây. Chạy qua. Hết giờ. Vâng, thưa quý vị, đã hết giờ. Chúng ta sẽ cùng xem đội nào sẽ làm nhiều hơn. Hãy cùng đổ vào trong đây nha. Rồi. Đây chính là số đầu của đội cao tuổi. Xin mời đội sức trẻ. Bước ạ. 3 2 1 chơi. Ráng tên của tấm của anh. Ráng lên. Đó, trời ơi. Ôi, đứng xích tức quá. Lắm. Đây. Không được dùng tay. Lên, đó, thẳng người lên. Đứng lên. Thẳng lên. Đúng rồi. Ok. Rồi. Chưa. Đứng đây. Ra quay, quay 5 cái. Quá. Quay rồi hả? Thập tay xuống. 1. Năm, ra đây, phi ngựa. Nhức đầu vậy? Chóng mặt quá. Đây, một tay trên đầu, một tay cưỡi ngựa. Cố lên. Đứng dài, đứng thẳng dậy. Đứng thẳng dậy. Đổ hết của tôi rồi. Được rồi, được rồi, tiếp tục đi. Để lên anh Cường. Để lên anh Cường. Cố lên, cố lên. Rồi, lên lên. Rồi. Đổ hết rồi. Anh quen cửa mạnh mà. Đừng có la anh nữa. Bỏ lên nè. Bỏ lên thôi, thoát gì để điểm bây giờ. Ok, hay quá. Rồi, lên. Quay. Quay hả, quay hả. 4, 5, qua đây, phóng ngựa về dinh. Rồi. Càng xa vậy. Thôi. Nhảy, đúng rồi. Trời ơi, chi vô mày.
Rồi vô vô vô. Rồi tiếp tục. Lẹ lên Cường. Phải... Vô anh Cường. Full sọt rồi. Rồi có nhiêu chạy nhiêu đi. Leo lên. Cố lên cố lên. Đây đừng la anh là anh làm được nha. Anh làm được mà chứ. Đó. Ok ra. Quay 5 vòng. Quay 5 vòng 1 5 phi hết giờ rồi bắt con quay cái gì nữa. Hết giờ. Hết giờ. Thôi qua kiểm tra hàng. Bằng nhau. Bằng nhau. Rồi bằng nhau luôn á. Hơn được 8 hộp kìa. Ừ. Vâng thưa quý vị, nhau. Vậy như vậy là cả hai bằng nhau. Trong phần thi này, cả hai đội hòa. Mỗi đội được cộng 20 điểm, xin chúc mừng. Thưa quý vị, và ngay bây giờ không để quý vị chờ đợi lâu hơn nữa, chúng ta sẽ cùng nhau bước đến với vòng 3 của chương trình Bản lĩnh ngôi sao.